Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng có cô khán giả cũng đi xe hơi đến để mua hàng nha cô chú. À đây là cô Việt Kiều nha cô chú. Cô đang là em đang đi ở mua đồ ở phòng em chị. À đây là cô Việt Kiều anh. Cũng xe 7 chỗ kêu rất tiền ha. Cũng bên Úc cũng qua ủng hộ cho chị Loan nha cả nhà. Kiều Úc. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng trưa rồi nha cô chú chị. Thì mấy anh em của tụi em cũng đứng xa để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem đó cô chú. Thì Việt Kiều Úc nha cô chú. Kiều Mỹ nữa Úc anh. Úc Kiều Úc đi siêu xe cô chú chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là bên cướp ở nhà chị Loan thì mở nhạc cũng rất là lớn cho nên là tụi em cũng xin phép là nói chuyện cho nhiều một xíu để cho nó khỏi dính bản quyền cô chú anh chị đó. Buổi sáng cũng luôn luôn lúc nào anh Quỳnh buổi sáng cũng có chị Việt Kiều là ủng hộ cho chị Loan mà xong cũng lên thăm chị Bùm Bùm vợ chồng Bùm Bùm anh cũng xong rồi xuống dưới cũng mua được ba bốn món đồ ba bịch luôn anh ba bịch luôn một bịch trong đó là rất là nhiều nghe nhớ quá có đó yến anh yến là nhiều đó. Đây là khán giả bên Mỹ nghe nói bên Mỹ mà có thể nãy hả ta chạy từ xa em chạy tới đúng rồi đúng rồi tới kia đi vòng lại đó cũng được cũng xe của nhưng mà giống xe của anh hai phải xe anh hai không không phải xe anh hai là hình như 008 mà tôi không có nhớ biển số mà tôi chỉ nhớ là cái xe màu xanh nhiều kia ra của anh hai là xanh hơn xíu xanh hơn xíu xanh khác. Đây cô chú, hiện tại bây giờ thì chị Loan cũng đem rất là nhiều những cái thùng giấy bỏ ra trước nhà để cho các cô vị trai nhặt nha cô chú anh chị. Đó rất là quý luôn. Thường chị Loan cũng lấy một tính già chị Loan để trong nhà là cũng nhiều giấy lắm nha anh. Dạ. Nhưng mà chị Loan cũng thương mấy cô chú từ những gia trai cũng để cho cô chú đó để mà nhập mà thu nhập để mà bán được đồng nào được đồng đó đó anh. Thì nói chung là chị Loan cũng muốn chia sẻ những cái phần giấy bỏ để cho các cô chú về trai nhặt cho cái này mà nếu mà chị Loan dồn lại một tuần nữa nha thì chị Loan bán ký thì cũng rất là nhiều tiền đó. Thì một tuần cũng được vài trăm ngàn đó cô chú chị. Nhưng mà chị Loan không có nở mà để mà trong nhà không anh cũng cho những người khổ anh. Dạ thì nói chung là chị Loan cũng muốn san sẻ chia sẻ ra những miếng còn anh. Ít, dạ nói chung thì người ta có câu nói là một miếng khi đói và một gối khi no mà anh đó. Tuy rằng cái phần quà nó không có được lớn cho lắm nhưng mà cái ý nghĩa nó có anh. dạ ý nghĩa hay lắm. Chứ nếu mà cái này á anh mà mình dồn lại á một tuần á nghe thì cân ký là mình bán á, là cũng được vài trăm ngàn một anh hả. À, cũng giúp đỡ người nghèo rồi mấy con của cô cũng rất dễ thương cũng ngoan hiền. Dạ nói chơi cái cách cử sự của mình tốt nhiều khi á mình giận cái chuyện gì mình bỏ qua hết mình vẫn vui vẻ cảm thấy mình hạnh phúc hơn chứ lúc nào cũng cứ giận hoài mình không có niềm vui. Đó chứ Út Loan dễ thương, hai Loan dễ thương, mấy cô con cũng rất dễ thương. Em ở đường 181 xe 61 Phan Luân nè, gần đây nè, em đi mua dây chai. Với cô chú nào thương nó thì cho. Dạ.
bán thì ông dễ thương lắm, mà lúc trước tình cờ á đi mua thuốc ở với anh Đào cái gặp cái hỏi cô bán gì đó, tôi đi mua trái chai, nhà em có mở quán á, em cô cho em số điện thoại, có khi nào em có vậy em cho cô làm quà, có tiền ăn bánh. À con bé thứ ba dễ thương lắm, bé Su đó, bé Su, bé Su vậy là còn có bốn đứa là bé Su với bé cái cô Hoa. Trong đây cũng vậy, cô đang đem trong đây không biết tên gì á, cô làm lọc làm chị Loan á hả? À đúng rồi, cô đó dễ thương. Rồi cái chú trong đây cũng nói là tiền nào em có thì em chờ chị quà. Dạ tiền lắm anh, chồng của cô có chưa? Dạ nhưng mà chị á, nếu mà theo chị á, dù ra khó khăn nhưng mà cái tình yêu thương của mình á, mình san sẻ. Ví dụ như mình có 10 đồng á, mình ăn 7 đồng, còn 3 đồng mình giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là niềm vui lớn nhất của chị. Nhưng mà chị không biết Thành Lo, chị Thành Lo như thế nào, nhưng mà niềm vui của chị là chị được giúp cho ai thì cũng mừng lắm. Rồi cũng nói chuyện cũng rất là hiền. Nói chờ như là mình lúc nào cũng vui vẻ chứ là cũng đâu có gì đâu. Chứ bây giờ hỏi em á, có những có la đầy ta mình cũng đâu có được cái gì đâu. Mà mình không có được vui nữa. Gặp anh em gì chứ mình cứ vui vẻ đi. Nói chuyện anh em đồ. Thôi chào cô chú nha. Cô chú, dạ thì hiện tại là phía bên trong nhà chị Loan là thành phố cô khán giả cũng đến mua hàng ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Cô khán giả này là Việt Kiều Úc mà. Dạ. Luôn luôn lúc nào Việt Kiều Úc và những người Úc yêu mến chị Loan rất là nhiều. Dạ. Bước cô Việt Kiều Úc mà bước xuống là chạy vô chị Loan liền. Dạ. Đây còn có cô khán giả đến hoàng ủng hộ chị Loan cô chú. Cô chào cô nha. Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là cô Được Kiều cũng đến mua hàng xong rồi, bây giờ đi ra về nha cô chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.